bạn thân mến quay trở lại cùng với các em ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay Chị rất hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp này Và nếu như các em đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhá, được không nào? Xin chào các bạn, bây giờ tình hình là chưa thấy chưa thấy bạn nào lên xem cả À đã bắt đầu thấy một số các bạn lên xem phần phát trực tiếp với chị trong buổi tối chiều tối ngày hôm nay rồi Các bạn ơi hôm nay là buổi chiều chủ nhật, đúng không? Ngày chủ nhật rất là thư thái, thời tiết cũng rất là đẹp. Không biết là các bạn có kế hoạch gì khác ngoài việc là ở nhà và học hành không? Chắc là đang dịch dã như thế này thì chúng mình ở nhà vẫn là lựa chọn an toàn và yên tâm nhất đúng không? Ok, xin chào các em, xin chào các bạn. Dạo này hay lắm nhá, cứ mỗi lần mà chị phát video, chị phát uh phát trực tiếp ý là có rất là nhiều bạn muốn tham gia vào cái video này của chị vào cái phần phát trực tiếp này các em muốn trò chuyện trực tiếp với chị à hay thế nào <laughs> chị thấy toàn có yêu cầu là bạn này muốn tham gia vào phần phát trực tiếp bạn này muốn gọi cho chị bạn này muốn thế này thế kia thôi <laughs> xin chào các em xin chào thục oanh xin chào kim luyến xin chào các bạn trước tiên thì chị muốn thông báo với các bạn một cái thông tin rất là vui cho các em ở trong buổi chiều tối ngày hôm nay đó là những bạn nào đặt sách xong trong phần phát trực tiếp này thì chúng mình lại tiếp tục được free ship các bạn nhé được không ạ à? thế nên nếu như bạn nào có nhu cầu muốn mua sách của chị hiên để ôn tập trong giai đoạn này thì các em có thể đặt luôn ở trong phần phát trực tiếp này đấy bằng một cái câu rất là đơn giản thôi đó là chị ơi em muốn mua sách thế xong rồi một lát nữa nhắn tin chủ động nhắn tin cho admin fanpage học văn fan chị hiên xem là lựa chọn đầu sách gì để được uh, free ship nhá chúng mình sẽ chỉ được miễn phí ship trong phần phát trực tiếp này thôi ok không ạ nhá Thế nên là bạn nào mà vẫn đang trần trừ đợi một cơ hội được free ship để mua sách Thì chị nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là lớn cho các bạn đấy À chị trả chào em, em tự chào em vậy <laughs> Là sao? <laughs> xin chào Duyên Lương, xin chào em Ok, xin chào Như Quỳnh à, Các bạn ơi, ở trong phần phát trực tiếp ngày hôm nay Chị muốn cùng các bạn đi khái quát lại về những cái tác phẩm trọng tâm trong chương trình học Trong chương trình ngữ văn học kỳ 2 À mới đặt à khổ thân. <laughs> không sao em ạ. À. Lần trước đặt là được tặng vòng tay may mắn nhưng bây giờ đặt thì đâu có được tặng vòng tay may mắn nữa đâu. Đấy cái vấn đề là như vậy. Rồi ok, anh Nguyễn này em muốn mua sách, Trương Kim Hậu em muốn mua sách. Chị ơi có sách 11 không ạ? À? Nếu mà sách 11 ấy thì em có thể tham khảo uh, sổ tay nghị luận xã hội là cái cuốn này. Hoặc là em có thể tham khảo săn 8 cộng nhá, hoặc là tuyển tập 40 bài văn mẫu. Nhưng mà nói chung là cứ tham khảo được các cái đầu sách này trước, còn lại ấy là um, sổ tay văn học của chị thì mới chỉ có dành cho các bạn học sinh lớp 12 thôi. Nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị nhá. Ok, rất là nhiều bạn đang ghi ở đây là muốn mua sách. Một lát nữa nhớ nhắn tin cho em Bên Fanpage học văn chị Hiên Cáp lại màn hình và nói rằng là chị ơi em vừa Em vừa để là muốn mua sách Ở trên livestream rồi chị nhớ phải free ship Cho em nhé Để các anh chị cũng còn biết biết chưa Rồi Nhiều quá trời luôn Rồi các bạn ơi bây giờ quay trở lại đây cùng với chị Nào chúng mình sẽ cùng nhau tổng hợp kiến thức nhé Tổng hợp kiến thức Các bạn thân yêu của chị. Nếu như mà các bạn còn nhớ ấy thì trong chương trình học kỳ 1, các em thấy cái phần trọng tâm của chúng mình ấy là phần nào? Ở trong học kỳ 1. Nào. Các bạn thấy rằng là ở trong học kỳ 1 ấy, trọng tâm của chúng mình ấy là chúng mình học về những tác phẩm dạng nào? À dừng xà nu chị ít giảng ạ, à. không phải là ít giảng đâu Mà là các bạn chưa có học đến, hiểu không? Mà là các bạn chưa học đến, đấy Thế nên là là chị mới chưa tập trung vào cái bài đó, còn yên tâm Ôi sao nhiều người muốn mua sách thế? Hả? Nhiều người muốn mua sách thế? Ok nhá, tí nữa nhớ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để lựa chọn sách biết chưa? Và nhớ là bảo là chị ơi em đã đặt ở trong livestream rồi, chị nhớ free ship cho em, được không nhá? Toàn, em muốn mua sách thôi được rồi Ok ok dừng lại đi bây giờ quay trở lại đây đi Chị ơi vào giờ em học mất Sao lại... à giờ đi học à Đúng rồi chính xác Các bạn vẫn còn nhớ và điều đấy khiến cho chị vui mừng vô cùng Các bạn ạ à? Đây các em ơi Đây ạ à. Chính xác Thơ Đúng chưa Đúng rồi chúng mình còn học thêm Cả một ít về văn xuôi nữa Và trong cái mảng văn xuôi ấy thì chúng mình có được học hai cái tác phẩm đó là người lái đò sông đà và ai đã đặt tên cho dòng sông các bạn nhớ không chính xác đấy tùy bút và bút ký chính xác đấy các bạn nhớ rất là rõ và điều đấy khiến cho chị cảm thấy rất là phấn khởi phấn khởi là vì là các bạn vẫn vẫn còn nhớ kiến thức là ổn rồi được không ạ? Các em vẫn còn nhớ kiến thức như thế là chị mừng vui lắm rồi. Tùy bút ở đây nhá, chúng ta có Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân. Và bút ký ở đây, chúng ta có Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng phủ Ngọc Tường, chính xác chưa? Ok không ạ? Và thơ nhá, là một trong những cái thể loại mà chúng mình học chính trong kỳ 1 luôn. Thì các bạn thấy rằng chúng ta có các tác phẩm sau. Thứ nhất là bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Thứ hai là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Thứ ba là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Và thứ tư là trích đoạn Đất Nước trích trong trường ca Mặt Đường Khát Vọng, đúng không ạ? À? của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và chúng ta có thêm đàn guitar của Loca nữa. Ok không ạ? À? Chúng ta có thêm đàn guitar của Loca nữa. Ok chưa? Thế nên là các bạn ơi, nhưng mà chị sẽ gạch cái này để các bạn nhìn nhận rõ vấn đề này Năm trước ấy Đề thi vào Việt Bắc và đất nước Các bạn nhớ không? 2020 2020 Các em nhớ không? Đúng chưa? Phải không? Trước đó một năm Thì là chúng ta tắm trong gì? Chúng mình tắm trong cái gì? Tắm trong sông Hương à? Đúng chưa? Chúng mình tắm trong sông Hương nhở? Các bạn có nhớ không ạ? À? Ai đã đặt tên cho dòng sông ấy? Phải chưa? Mà nói chung là có thể nhìn thấy là rất nhiều năm, hàng chục năm quay trở lại đây rồi. Đề thi đại học ấy thường sẽ không lặp lại cái tác phẩm mà năm trước đã thi. Đấy là chị nói như vậy nhá. Còn năm nay thì cũng chưa biết chắc là như thế nào, nhưng nhìn ở đây đã nhìn thấy ba cái tác phẩm gần nhất mà chúng mình đi cùng với nhau rồi. Phải không ạ? <laughs> em thi năm 2019 chết đuối ở sông Hương Khổ thân <laughs> Không phải mình em đâu Rất là nhiều bạn khác cũng chết đuối ở sông Hương Chứ không phải một mình em Thế rồi năm trước nữa thì chiếc thuyền ngoài xa đã đưa rất nhiều sĩ tử Gọi là đi ra Gọi là rời khỏi Đi 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 gọi là đến một hoang đảo Đúng không ạ Đấy thế thì các bạn có thể nhìn thấy là Có hai năm liền là thi vào văn xuôi Là chiếc thuyền ngoài xa này Sau đó đến ai đã đặt tên cho dòng sông này các bạn nhớ không thế xong rồi bắt đầu là à... ai đã đặt tên cho dòng sông này chiếc thuyền ngoài xa này ok chưa thế xong rồi năm vừa rồi là thi vào hai bài thơ là việt bắc và đất nước thì đấy chị chỉ cần chị lưu ý cho các bạn là như vậy thôi để các bạn ghi nhớ một chút và chúng mình đặt lại cái quá khứ của chúng mình một chút xíu nhá được không ạ à? thì bây giờ chúng ta xét đến học kỳ 2 Chúng ta sẽ đến học kỳ 2 Được không? Chúng ta sẽ đến học kỳ 2 ở đây Thì các bạn thấy rằng là Học kỳ 2 của chúng mình lại trọng tâm vào gì nhỉ? À, trọng tâm của chúng mình vào chuyện ngắn Đúng không? Cũng là văn xuôi Nhưng mà ở thể loại chuyện ngắn Các bạn nhớ không? Được không ạ? À? Các bạn nhớ không ạ? À? Đúng rồi, chuyện ngắn vào kịch Rất chính xác Rất chính xác đấy chuyện ngắn và kịch ok không ạ rồi trong chuyện ngắn thì chúng ta có gì nhở à chúng mình có thứ nhất vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài vợ chồng a phủ của nhà văn tô hoài cái tiếp theo đó là vợ nhặt của nhà văn kim lân được không ạ tiếp theo là chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu tiếp theo là rừng xà nu được không? Của Nguyễn Trung Thành Và thêm tác phẩm Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi Các bạn nhớ không? Kịch thì chúng ta có Hồn Trương Ba Gia hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ Các bạn nhớ không ạ? Nào, nhớ nhá Năm 2018 Phải không ạ? Chiếc thuyền ngoài xa Đúng chưa? Các bạn ơi, thế đấy các bạn nhìn vào đây Các bạn cũng thấy là dạo gần đây Thời gian gần nhất là những cái tác phẩm nào đã ra vào trong gì ạ? À đã ra vào trong đề thi của chúng mình rồi, đúng chưa ạ? Thế thì ở đây nếu như xét theo cái phương diện mà chúng mình suy nghĩ thông thường thì các bạn sẽ bảo là năm nay trọng tâm sẽ là Tây Tiến này, là Sóng này, là Người lái đò sông Đà, là vợ chồng A Phủ, là vợ nhặt, là rừng xà nu. Đấy, hiểu chị không ạ? Nhưng mà cái vấn đề là các bạn lưu ý hết sức giúp chị. Bây giờ thì nói thật nhá, chúng mình không thể nào đoán định được là liệu rằng cái suy nghĩ của chúng mình có đúng hay không. Cái việc mà chị liệt kê ra đây cho các em chỉ để khẳng định một điều rằng, thật ra cái quỹ kiến thức mà các bạn cần ôn luyện không hề quá sức so với các bạn và nếu như có thể, hãy biến bản thân mình trở thành một người tự tin bằng cách nắm vững tất cả các cái mảng kiến thức này. Ok không ạ? Hãy nắm vững tất cả các mảng kiến thức này để trở thành người tự tin ok không thế có nhiều bạn ấy bảo là chị ơi bây giờ thì cái phần này em cũng đã nắm vững hết rồi kiến thức nền em đã nắm vững hết rồi cái vấn đề quan trọng nhất của em là em học hết kiến thức nền rồi chị ạ à, nhưng mà cái quan trọng là em không biết viết như thế nào đấy đấy mới là cái mà các bạn ở đây gặp vấn đề chị đang muốn hỏi các bạn là ở đây có những bạn nào đang gặp vấn đề giống như chị vừa nói không? Đấy là các em biết kiến thức nền rồi, các em học rồi, các em bảo là các em ghi nhớ lắm rồi. Thế nhưng mà cái cuối cùng hướng tới là cái việc viết ra được một bài văn ấy. Đấy, viết ra một bài văn ấy thì các bạn lại kiểu ngập ngừng vô cùng ấy. <laughs> nào, có bạn nào bị trường hợp như thế không? Có bạn nào bị trường hợp như vậy không? Rồi Lý Kiệt này, có bạn nào bị trường hợp như thế không? hỡi ôi uh, chàng trai đã bị uh, chiếc thuyền ngoài xa đúng không đã bị sông hương dìm cho tới bến <laughs> năm nay quyết định quay trở lại phục thù hay sao hả kiệt em ạ à, trời ơi nhiều không ai cũng hu hu mới cả hức hức mới cả thế này thì học hành kiểu gì em ạ à, em ạ à, em ạ à. quỳnh diệp em ạ à. Đấy là còn chưa kể đến cái việc nhá Là người ta ra cái đề về văn xuôi Nhưng mà người ta chỉ ra một phân đoạn thôi Thế xong bắt đầu các em cũng cảm thấy Kiểu khó khăn vô cùng ấy Các em bảo là Thôi chị ơi vào phân đoạn đến này Thì em không có gì để em viết cả chị ạ à, Kiểu thế Thế nên là Một trong những cái lời khuyên của chị dành cho các bạn Đó chính là các em Hãy nhanh chóng tham khảo tất cả À chị xin lỗi Tham khảo khóa cốt của chị Được không ạ Khóa cốt đó thì buổi tối ngày hôm qua đã khai giảng rồi Hôm qua là buổi khai giảng để thông báo về lịch học về mọi thứ Và ngày mai sẽ là cái ngày mà chị dạy buổi đầu tiên cùng với các bạn ý Được không ạ? À? Nhá Đấy, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên chị hướng dẫn các bạn khóa cốt Và đây là cái khóa học theo chương trình mới nhất của team học văn chị Hiên Ok chưa nào? Chị Hiên có sách nào có tất cả các tác phẩm không ạ? À? Các em có thể tham khảo bộ sổ tay văn học của chị nhá Được không nào? Đấy, thì chị nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một cái cơ hội để cho các bạn có thể rèn luyện được cái khả năng viết của mình Để thử xem là mình viết, mình đang ở đâu, mình như thế nào Ok không ạ? Thì các bạn có thể nhìn vào đây đây là cụ thể về nội dung kiến thức và các kỹ năng ở trong từng buổi học Chị sẽ cho các bạn xem qua về cái này Chúng mình có buổi số 1 thôi nhá Chúng mình sẽ chỉ <laughs> học cốt vui lắm nha mọi người Có cả anh công an đấy <laughs> Chỉ nhớ anh công an nó không nhớ ai hả chỉ nhớ anh công an thôi là Thảo Huyền còn không nhớ ai Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây này Cái cách học ở trong khóa cốt này Đó chính là chúng mình sẽ học kỹ năng trước sau, sau khi học kỹ năng xong Chúng mình sẽ có một cái tác phẩm để chúng mình trải nghiệm Tức là chúng mình sẽ làm luôn cái ví dụ cho tất cả những cái phần kiến thức Mà chúng mình vừa được trau rồi vừa được học Các em hiểu không? Và sau đó là các bạn sẽ có bài tập về nhà luôn Để chúng ta viết Chúng ta thử sức viết của mình xem là mình đang ở mức bao nhiêu trên 5 điểm. Chị ơi bây giờ đăng ký còn được không ạ? À? Được nha Minh Phương và thêm một cái nữa rất là hay ho đó là nếu như các em tìm được nhóm có 3 người, có nghĩa là em cùng với hai bạn nữa cùng đăng ký cái khóa học này thì học phí của các bạn sẽ còn được giảm xuống nữa đấy. Thế nên để tìm hiểu cụ thể thì các bạn có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn chị Hiên nhá. Ví dụ như ở trong buổi 1 này, chị đã lên một cái lộ trình vô cùng rõ ràng cho khóa viết cốt thì các em có thể thấy các bạn sẽ đi về những cái kỹ năng bao gồm là thứ nhất khái quát chung về dạng đề phân tích này về khái niệm phân loại năng lực chuyên môn và kỹ năng cần có để làm cái dạng đề này cái thứ hai là chúng mình sẽ đi sâu vào việc tìm hiểu chung về đặc điểm của thể loại chị thấy rằng là đây là một cái phần mà khiến cho tại sao các bạn vẫn thường tự hỏi là tại sao mà cái kiến thức của mình lại bị kiểu nông như vậy và vẫn bị hay chê là bài viết chưa sâu sắc, bài viết còn sơ sài thì cái vấn đề nằm ở việc là thực tế là các bạn còn chưa nắm rõ về đặc điểm của thể loại nên các bạn chẳng biết bám vào đâu để các bạn viết cả. Được không ạ? À? Cái thứ ba là xác định dàn ý chung của dạng đề phân tích. Sau đó chúng ta sẽ học về kỹ năng viết mở bài này. Đây là đối với dạng phân tích thơ nhá. Kỹ năng viết luận điểm số 1, kỹ năng viết luận điểm số 2 và chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế luôn một cái đề cùng với Tây Tiến. Ok chưa ạ? Ngày mai sẽ là buổi học đầu tiên của chị cùng với các bạn trong khóa cốt Chúng mình sẽ học cùng với nhau 10 buổi trong khoảng một tháng rưỡi cùng với nhau Để rèn luyện về việc viết, và sau đó các bạn sẽ có thi thử đầu ra Để xem là cái kết quả các bạn đạt được Sau khi mà các bạn trải nghiệm 10 buổi Chăm chỉ trong 10 buổi Trong hơn một tháng trời các bạn cố gắng Thì liệu rằng cái năng lực viết của các bạn có tăng lên không Nhưng chị tin chắc chắn một điều rằng là Nếu như các bạn cố gắng Thì các bạn sẽ cảm thấy là cái lựa chọn Mà các bạn đưa ra sẽ cực kỳ chính xác đấy Được không ạ? À? Chị muốn nói với các em là đôi khi lỡ hẹn một giờ Ngày sau ấy muốn thi lại thì phải chờ đôi năm đấy Thế nên là bản thân chị thì chỉ mong các bạn là nếu như chúng mình có cơ hội là chúng mình phải cố gắng cùng với nhau nắm bắt được không? và chị tin là đây cũng là một cái cơ hội đưa cho các em để các bạn không bị lỡ hẹn với chị bất cứ một giây phút nào cả một giờ nào cả được không nào? rồi tất cả những bạn đài sách thì một lát nữa các em chủ động nhắn tin cho à, các anh chị ở trong admin fanpage học văn chị Hiên để các anh chị có thể giải đáp cho các bạn nhé. Thủ Anh ơi, nếu như mà em tìm lớp 9 thì em có thể nhắn tin cho các anh chị ở trong page học văn trị hiên trung học cơ sở nhá. Em tìm page đó giúp chị với. Em tìm page học văn trị hiên trung học cơ sở nhá. Ok hôm nào đây, à, đợi một lát chị sẽ rep comment của em. Chị ơi, học phí của khóa cốt như thế nào ạ? Hiện tại thì học phí của khóa này là 499.000 Nhưng nếu các em đăng ký theo nhóm 3 người Thì mỗi bạn sẽ giữ cái mức học phí đó là 399.000 nhá Đây là các em có thể tìm nhóm để gọi ghép vào Ok chưa nào? nhá các em có thể tìm nhóm để ghép vào các em thấy đấy đây là cái mảng kiến thức mà chúng mình cần phải ôn trong cái quá trình mà chúng ta học về nghị luận văn học thật ra nó chỉ là một cái phần kiến thức rất là nhỏ thôi bởi vì các em cũng thừa biết rằng là gì ạ các em cũng thừa biết rằng là kiến thức nền nó chỉ là cái nền tảng nó quan trọng thật đấy nhưng nó chỉ là một cái khía cạnh thôi suy cho cùng là chúng ta vẫn cần rất là nhiều thời gian để chúng mình rèn luyện các cái kỹ năng chúng mình rút ra kinh nghiệm này chúng mình gì ạ à? à tham khảo những cái bài viết hay này chúng ta luyện tập này để cái khả năng và trình độ của chúng ta sẽ được nâng cao dần lên được không? Và để kết thúc cho cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, chị sẽ đọc tặng cho các bạn một cái bài văn tham khảo để hy vọng rằng là nếu như mà các bạn thấy hay ho thì các em có thể tham khảo thêm cuốn sách này 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 nữa nhá. Lấy cho chị cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu với. Và đây, các em muốn một cái bài một văn tham khảo về tác phẩm nào? Các em muốn một bài văn tham khảo về tác phẩm nào? Nào, các em muốn một bài văn tham một bài văn tham khảo về tác phẩm nào để chị sẽ đọc cho các bạn. Các bạn muốn một bài văn tham khảo nào về tác phẩm nào? Các em đang học đến tác phẩm nào và các các bạn đang cần tác phẩm nào? Thời gian học của chúng mình là vào 21 giờ thứ hai và thứ sáu hàng tuần nhá, Ngọc ánh nhá. Ánh lưu ý giúp chị nhá. Rồi. Tác phẩm nào ạ? À? Vợ nhặt à? Lại vợ nhặt à? Vợ nhặt đúng không? Ok, thấy khá là nhiều bạn vote bài vợ nhặt. Người lái đò sông đạt. để chị xem nhá, xem tác phẩm nào mà nhiều hơn thì thì chị sẽ lựa chọn cái tác phẩm đấy. Được không? Bây giờ là mỗi đứa một phát. Hay là thôi để đọc hết tất cả mọi thứ cho các bạn. <laughs> vợ nhặt đúng không? Ok, vợ nhặt nhá. Lấy cho chị cái quyển sổ tay tập 2 nữa. Vợ nhặt nhá. Thấy nhiều bạn đang vote vợ nhặt nhiều. Vợ nhặt được không? Vợ nhặt được không? Các em nhìn này. Chị có một cái quyển này rất là xinh xẻo Đó chính là sổ tay văn học tập 2 Đây các em nhìn đây Vợ nhặt chính là cái hình ảnh này các bạn ạ Vợ nhặt chính là cái hình ảnh này này Các em có nhìn thấy không Các em có nhìn thấy những cái ngôi nhà ở đây không Thấy không Ô đây chàng với thị đây Chị nhìn mãi không ra Đây các em có nhìn thấy chàng cả thị ở đây không Đây hai cái con người đang kiểu lầm lũi đi đây ấy. Hai con người đang lầm lũi đi về cái xóm ngụ cư này Thấy chưa? Xịn chưa? Đây là sổ tay văn học tập 2 Đây là chị đấy, các em nhìn thấy chị chưa? Chị nhá, chị nhá Chiếc thuyền ngoài xa này thấy chưa? Thấy không? Rừng xà nu này thấy chưa? Dân làng Sô Man đấy Rừng xà nu Nhìn thấy mị chưa? Khủng chưa? Chị có cái bìa sách xịn chưa? Đây là một bìa sách mà chị đã thuê một cái bạn họa sĩ Bạn đi vẽ cho chị đấy, xịn chưa? Rồi các em ơi, thì ở trong cái quyển sổ tay văn học này ấy, cứ bắt đầu mỗi tác phẩm là chị hay có một cái bài thơ. Nói chung là một cái bài thơ rất là là đơn thuần thôi nhưng mà chị cũng muốn đọc cho các bạn nghe nhá. <laughs> Đây. Em mới nhận được sách này quá đỉnh luôn ạ. À. Ôi yêu thế. Cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn em, cảm ơn Vân. Đây các bạn ơi. Đây, chị viết một bài thơ về vợ nhặt khủng khiếp để tóm tắt lại cái câu chuyện này. Được không ạ? Bài thơ này như sau. Sau khi chị đọc xong bài thơ này thì chị sẽ đọc cho các bạn cái phần một cái bài mẫu về tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân nhá. Ok, chị nhìn thấy tất cả các bạn muốn mua sách ở đây rồi. Một lát nữa khi mà em nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên em muốn mua sách gì thì em cứ chủ động đề nghị rồi em điền vào link giúp chị nhá. Và auto là em sẽ được free ship bởi vì em đã đặt ở trong này rồi nhá. Các bạn ơi, đây các bạn nhìn này. Nhìn thấy không? Rồi chuyện của chàng cổ tích tình yêu đây là một cái bài thơ như sau chuyện kể về anh chàng trong độ tuổi dở dang dân ngụ cư cùng mẹ sống lặng lẽ qua ngày chàng không những xấu xí còn nghèo và dở hơi kéo xe bò thong thả cười ngẩng mặt lên trời có thể là các bạn thấy là một cái bài thơ mà kiểu tóm tắt lại về cuộc đời của nhân vật luôn ấy những cái gì mà nhân vật trải qua luôn ấy nhưng mấy năm nạn đói Dân ta nhiều đau thương Đi ra chợ ra đường Người chết Đi ra đi ra đường ra chợ Người chết chắn ngang đường Anh chàng thực chăm chỉ Được mọi người yêu thương Đặc biệt là lũ trẻ Đùa anh chuyện bình thường Hôm nay đường qua ngõ Mọi người ngóng ra xem Ai kia cầm thúng nhỏ Vừa đi anh vừa nghĩ Cặp hai lần ngắn ngủi Đã nên duyên vợ chồng Cơ sự cũng là do lần kéo xe lên tỉnh, hò câu cho bớt nhọc, đẩy xe cho anh với, đãi cơm trắng mấy giò. Cô ả này tưởng thật, cô ả này tưởng thật, chạy ra đẩy xe bò, ngày ấy xong mất hút, tưởng người đã quên ngay. Không ngờ chưa nắng gắt, chiếc nón tàng che ngang, người đàn bà bên chàng, ngượng ngập trong, tự, ngượng ngập trong từng bước, chân nọ díu chân kia, trao ôi, đời vết xước. Anh chàng thì đắc chí, mặt phấn phở khác thường, hạnh phúc như ùa tới người đàn ông đáng thương. Những chuyện vừa xảy ra, những chuyện vừa xảy ra, cô à chạy định đi... Ôi, bị in nhầm à? Đúng không? Chàng bắt đầu không nhớ, chàng ban đầu không nhớ cô gái đó là ai, thị non tiểu tụy quá, mặt xám đen lại rồi. Khi nhận ra người cũ, chàng vỗ túi nhiều tiền, anh thanh niên hào phóng, đãi nàng bánh đúc luôn thì ăn xong dò hỏi không sợ vợ la ư mà đãi cho người lạ kẻo về vợ không tha anh chàng cười nắc nẻ tớ vẫn còn độc thân có về nhà với tớ ra xe đồ cùng quân câu bông đùa chút ít không ngờ thị tin ngay cô ả này về thật chàng chật kệ qua ngày chàng bây giờ đã có người phụ nữ yêu thương dắt thị qua xóm nhỏ hạnh phúc thật bình thường về nhà chàng lo lắng trước căn nhà vắng teo lồm nhồm toàn cỏ dại lúng túng chỉ biết cười đôi vợ chồng hồi hộp chờ mẹ về báo tin bà cụ tứ thương lắm mang trái tim mẹ hiền thôi thì u ưng thuận hai con cố làm ăn mẹ già nghèo nhỏ nhẹ có vài điều khuyên răn nói rồi mẹ lại khóc giọt nước mắt người già mẹ ơi đừng lo quá hạnh phúc chẳng còn xa đêm tâm hôn, đêm tân hôn hạnh phúc, trong tiếng khóc kêu than, nạn đói phùi dân tộc trong một đống cho tàn. Những người dân không chết, họ mạnh mẽ yêu thương, tình yêu làm bung nở, cây đời xanh bình thường. Sáng hôm sau tỉnh giấc, cả nhà tươi tỉnh lên, hạnh phúc như ập đến những mảnh đời bấp bênh. Trong bữa cơm ngày đói, họ trò chuyện cùng nhau, nồi cháo cám đắng ngắt, không làm họ siêu lòng. Nghe tiếng trống thúc thuế, thị nhắc về Việt Minh, về cách mạng nước mình, đang trong ngày sôi sụp. Lòng chàng bao bâng khuâng, vẻ ngần ngơ tiếc rẻ, báo hiệu con đường mới trong những người nơi đây. Được không ạ? Đây là một cái bài thơ nhỏ xíu thôi về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Được không ạ? À, các bạn nếu như mà các bạn có cái cuốn sổ tay này rồi thì các bạn đã từng được đọc rồi đúng chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái bài văn tham khảo về tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân nhá. Được không nào? Ok, chúng ta sẽ cùng đến với một cái tác phẩm, một cái văn bản, một cái bài viết về tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân cùng với chị. Để chị sẽ xem nhá. Đây, đợi chị sẽ xem Ok Em muốn đặt uh, Sổ tay nghị luận xã hội Ok, được rồi, một lát nữa thì các bạn sẽ Các bạn sẽ nhắn tin cho các anh chị Rồi, chúng mình có một cái đề như sau đây ạ, à, chúng mình có một cái đề như sau. Nhà văn Nguyễn Khải đã từng viết, sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hy sinh. ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có đủ sức mạnh để bước qua những ranh giới đó. Anh chị hiểu thế nào về nhận định trên? Hãy chứng minh qua việc phân tích. Chị đọc nhầm, đây là đề về vợ chồng a phủ em nhé. Xin lỗi, lỗi kỹ thuật. <laughs> Đây 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 đây, đây 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 Như sau. Trong truyện ngắn Vợ nhặt, nhà văn Kim Lân đã viết: Mặt hắn có vẻ gì phớn phở khác thường, hắn tủm tỉm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Từ những câu văn trên và hiểu biết của anh chị, hãy phân tích sự chuyển biến tâm trạng nhân vật anh cu tràng từ khi đón người vợ nhặt về Nhật, người vợ nhặt về nhà, qua đó hãy làm rõ tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân thế thì các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái đề bài hướng chúng ta đi giải quyết cái vấn đề đó là diễn biến tâm trạng của anh chàng trong cái phân đoạn gì ạ anh ấy dẫn cô này trên đường về nhà về đến nhà vào buổi sáng hôm sau hiểu chưa các bạn hiểu ý chị các bạn hiểu ý chị không nhá các bạn hiểu ý chị không các bạn hiểu ý chị không tức là khi mà đọc đề xong ấy là các bạn phải xác định được luôn cái đó rồi là đề bài ở đây đang hỏi, đang yêu cầu các bạn trả lời trọng tâm vào cái phân đoạn nào, bởi vì có thể là đề bài sẽ không trực tiếp đưa ra phân đoạn. Được không ạ? À? Các bạn hết sức lưu ý giúp chị nhá. Thế thì đây, chúng ta sẽ cùng đến với cái bài viết này như sau ạ. À. Nếu như nhà văn Nguyễn Công Hoan quan niệm đời là miếng ghép của nghịch cảnh. Thạch Lam cho rằng đời là mảnh vải có lỗ thủng, có những vết ố nhưng vẫn nguyên vẹn. Thì đến với Kim Lân qua tác phẩm vợ nhặt ta có thêm một định nghĩa về đời đời là những kiếp người bị cái đói xô đẩy đến bước đường cùng nhưng vẫn lấp lánh tình người vẫn lóe lên niềm tin hy vọng về sự sống và qua thiên truyện này kim đân đã thực sự trở thành một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy khi chỉ với một chuyện ngắn ông không chỉ lột tả được cái nghèo đói đến cùng cực mà còn phát hiện phẩm chất cao đẹp, khát vọng hạnh phúc mãnh liệt của con người trong nạn đói. Đặc biệt nhất là thông qua diễn biến tâm trạng và hành động của anh cu chàng từ khi đón người vợ nhặt về nhà. Xong nhá, dẫn dắt xong, nêu ra vấn đề xong, cũng từ đó nêu được cái phạm vi kiến thức mà chúng ta sẽ sử dụng là gì. Đúng chưa ạ? Rất là ngắn gọn thôi, dễ hiểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Tiếp tục, bắt đầu như sau. Nói một chút về Kim Lân và trọng tâm nói về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này như sau. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, Kim Lân được biết đến là cây bút chuyên viết truyện ngắn. Ông viết rất hay về cái thú phong lưu đồng ruộng. Vợ Nhặt là một trong những truyện ngắn xuất sắc, là đứa con tinh thần khẳng định tên tuổi của ông trên văn đàn Việt Nam. Chuyện được rút trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962, thấm đẫm tinh thần nhân đạo khi phản ánh cuộc đời nghèo khổ cơ cực và khát vọng hạnh phúc của người nông dân trong nạn đói năm 1945. Xong, rất đơn giản ngắn gọn Được chưa? Bắt đầu đoạn tiếp theo này Khái quát một chút về anh cu chàng này Các bạn ơi, từng ý từng ý một Không có gì mà phải vội vã cả Cứ đến đâu là viết trọn vẹn đến đấy là xong Ok chưa ạ? Bắt đầu khái quát một chút về anh cu chàng Anh chàng là nhân vật chính trong chuyện Là một người dân ngụ cư Tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội lúc bấy giờ Anh sống quạnh hưu cùng với mẹ già ở căn nhà tồi tàn sống bằng nghề kéo xe thuê. Hơn nữa, anh còn là sự đẽo cỏ sơ sài của tạo hóa, là một người xấu xí và thô kệch. Cái nghèo, cái xấu giống như một lời khẳng định đinh ninh rằng anh này sẽ ế vợ. Nhưng bên trong người đàn ông ấy là những phẩm chất rất đáng để trân quý, hòa đồng với bọn cò, bọn trẻ con trong xóm, nhân từ, trượng nghĩa khi sẵn sàng đãi một người đàn bà không quen biết bốn bát bánh đúc, cưu mang người đàn bà đó trong những ngày đói khủng khiếp là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình có khát vọng về cuộc sống và về tương lai tươi sáng ok các em ơi một lát nữa các bạn đặt sách thì các em ra các em nhắn tin cho các anh chị admin các em muốn mua sách gì thì các em bảo nhá để các em được free ship nhá bảo là em đã đặt ở trong ấy rồi ở trong phần livestream rồi nào tiếp tục này bắt đầu phân tích luôn như chị đã nói phân tích nhân vật đặc biệt là phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật thì trước tiên chúng ta phải giới thiệu về nhân vật đó đã hay nói cách khác nói về lai lịch tính cách, ngoại hình, phẩm chất ban đầu đúng không ạ? Thế thì bây giờ mới bắt đầu này. Bây giờ bắt đầu tiếp tục phân tích về diễn biến tâm lý này như sau. Trên đường dẫn thị về nhà, chàng là một người có khát vọng hạnh phúc lớn hơn ai hết và điều này được thể hiện rất rõ. Gặp chị thì gặp thị chỉ hai lần khi cái đói khủng khiếp đang tràn về chàng không chỉ hào phóng đãi thị bốn bát bánh đúc mà còn dắt thị về nhà làm vợ một quyết định lớn trong cuộc đời của anh ban đầu đó chỉ là cái tặc lưỡi liều lĩnh nhưng thực chất lại thể hiện khát vọng hạnh phúc đang âm ỉ thôi thúc anh làm thế bởi chàng rất muốn có được một mái ấm gia đình trọn vẹn điều này được thể hiện rõ hơn hết trên đường về nhà hôm nay chàng có cái gì lạ lắm mặt hắn có một vẻ gì phớn phở khác thường hắn tủm tìm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh nếu như những ngày qua chàng cười ngờ nghịch, cười ha hả thì hôm nay ta lại thấy một nụ cười hoàn toàn khác, đó là tùm tìm, là cái cười hạnh phúc, cười vui mừng vì hôm nay anh lấy vợ. Sự thay đổi về nụ cười chính là một trong những sự thay đổi rõ rệt nhất bởi từ lúc bấy giờ. Anh ý thức được rằng mình không còn là trẻ nhỏ, anh phải có trách nhiệm nhiều hơn và đó cũng chính là dấu hiệu hạnh phúc đầu tiên của người đàn ông này. Hạnh phúc đến bên anh thật bất ngờ, bất ngờ đến mức chàng quên mất cả cái đen tối trước mắt. No hay đói, sống hay chết đều là câu chuyện của những ngày sau. Điều quan trọng nhất bây giờ của chàng là tận hưởng hạnh phúc. Khi có vợ rồi, người đàn ông ngờ ngạch ấy cũng trở nên chu đáo, tâm lý hơn. Khi dắt thị vào chợ, đánh một bữa no nê, mua vài món đồ con con cho thị trong ngày đầu về nhà chồng và hôm sậy và hôm nay chàng cho phép mình một lần được coi thường đồng tiền để mua hai hào dầu thắp sáng cho căn phòng tồi tàn sáng thắp sáng cả tương lai của cả hai vợ chồng qua từng hành động từng suy nghĩ chàng đều thể hiện khát vọng hạnh phúc rất mãnh liệt được không ạ các bạn ơi tiếp tục nhé từ khi có vợ chàng cũng trở nên có trách nhiệm và có niềm tin vào tương lai nhiều hơn khi người vợ nhặt đứng trước căn nhà tồi tàn của mình chàng từ một người vô tư bỗng nhiên cảm thấy thật xấu hổ e thẹn điều đó xuất phát từ trách nhiệm của người chồng người trụ cột của gia đình sự lúng túng của chàng cho thấy anh đã có ý thức được trách nhiệm nhiệm vụ của mình sáng hôm nay buổi sáng đầu tiên từ khi có vợ chàng thấy cảm động thấm thía trước cảnh đầm ấm của gia đình khi thấy mẹ và vợ thu dọn nhà cửa sân vườn ngôi nhà sạch sẽ quang quẻ Đống rác mùn trong sân đã được hót gọn, dây quần áo vắt khưa mươi niên cũng đã được không khô ráo. Hai cái an khô bây giờ đầy, đầy nước ấm ấp, đó là hình ảnh của sự sống, cái sinh khí mới mẻ của gia đình mà lần đầu tiên chàng mới cảm nhận được. Không khí ấy khiến chàng cảm thấy như mình như trưởng thành, với những ý thức sâu sắc về tình cảm trách nhiệm bỗng dưng hắn thấy yêu thương gắn bó lạ lùng với cái tổ ấm nơi hắn cùng vợ sinh con đẻ cái bây giờ hắn thấy hắn nên người hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này thậm chí không dừng lại ở cảm giác vui sướng mà chàng ngay lập tức đã biến nó thành hành động hắn chạy xăm xăm ra giữa sân muốn làm một việc gì đó để tu sửa lại căn nhà đó là một sức sống mới đã được khơi dậy ở một người đàn ông đứng bên bờ vực của cái chết. Chuyển biến lớn nhất của chàng là từ khi anh gặp vợ của mình. Anh cảm thấy tiếc vẻ vần vơ khi vợ kể về đoàn người đi phá kho thóc của Nhật. Và ở chi tiết cuối chuyện, ngay khi cố nuốt miếng cháo đắng chát vào miệng, thì ngành lá cờ đỏ bay phấp phới trong tâm trí chàng đã xuất hiện. Rồi đây, có thể chàng, gia đình chàng sẽ tìm đến với cách mạng, đi tìm một tương lai tươi sáng hơn. Các họa thành công nhân vật chàng nghèo khổ xấu xí vẫn giữ được một phẩm chất tốt đẹp, một khát vọng sống, một khát vọng hạnh phúc mãnh liệt. Kim Lân xứng đáng là kẻ nâng giấc cho những con người cùng những con người rơi vào bước đường cùng, dù họ có khó khăn ra sao, khốn khổ như thế nào thì Kim Lân vẫn tìm được và phản ánh cảm động những hạt ngọc ẩn giấu trong tâm hồn mỗi nhân vật miêu tả anh cu chàng thô cạch xấu xa. Nhà văn không có ý coi thường anh mà ngược lại ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của người nông dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng luôn giữ cho mình một trái tim phát sáng. Càng nghèo khổ thì họ càng lạc quan, càng tin tưởng vào tương lai, càng mơ ước hạnh phúc. Đó là vẻ đẹp đáng quý nhất được thể hiện trong những trang văn của Kim Lân. Thông qua đó, nhà văn đã tố cáo thực dân Pháp, phát xít Nhật, những kẻ bất lương đã đẩy nhân dân ta vào hoàn cảnh khốn cùng. Được không ạ? Khép lại chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân, ta vẫn còn bồi hồi vui mừng cho những chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của anh cu chàng từ khi có vợ. Ta có thể tin vào một điều rằng, rồi đây, vợ chồng họ sẽ sống tốt hơn nhờ vào giác ngộ cách mạng. Họ sẽ trở thành những cán bộ cách mạng ưu tú góp phần vào thắng lợi mới của dân tộc. Qua đó mới thấy hạnh phúc thật sự diệu kỳ. Dù ở thời dù ở thời điểm nào cũng vậy, ai cũng sẽ mang trong mình những khao khát hạnh phúc và hạnh phúc Yêu thương sẽ đem đến cho cuộc sống của chúng ta thật nhiều điều, thật nhiều những điều mới mẻ lạ lùng. Được không ạ? Đây là một cái bài viết. <laughs> Thế à, đang xem phim à? à? đây là một cái bài viết của bạn Mỹ Linh, là một cái bạn trong khóa văn VIP năm 2020 của chị. Đương nhiên là khi mà Mỹ Linh viết đối với cái bài viết này của Mỹ Linh ấy thì chúng mình vẫn còn có thể có thêm ý tưởng để bổ sung. Nhưng về cái bố cục của cơ bản của bài viết thì bạn ấy đã làm rất là hoàn thiện. Đương nhiên khi các em viết, các em có thể học hỏi từ cái đó, bố cục rất rõ ràng và các em có thể chủ động thêm những cái ý của các em vào để làm cho bài viết trở nên sâu hơn nhá. Hãy cố gắng luyện tập nhiều hơn, luyện viết nhiều hơn trong từng tác phẩm thì chị nghĩ rằng là cái việc cái việc mà các bạn tiến bộ sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi nhá ok chưa nào rồi các bạn ơi ngày hôm nay thì có lẽ là chị em mình sẽ dừng lại ở đây thôi và những bạn nào đã đặt sách tức là đã nhắn tin ở đây đã bình luận ở đây là chị ơi em muốn đặt sách thì ngay bây giờ hãy nhắn tin về cho fanpage học văn fan chị hiên để có thể được đặt để có thể đặt được sách và được miễn phí ship nhá chị cảm ơn các bạn rất nhiều vì ngày hôm nay đã theo dõi phần phát trực tiếp này nếu như các bạn vẫn mong muốn chị sẽ chia sẻ thêm những nhiều nhiều những cái bài văn để các bạn tham khảo nữa thì cũng đừng ngại ngần mà tương tác nhắn tin với chị nhá chị quyển quyển chị vừa đọc là quyển tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm nhé các bạn ơi đây được không ạ à? hoặc các bạn cũng có thể tham khảo thêm quyển này bộ sổ tay văn học ok chưa ạ à? quyển này đủ tác phẩm này sổ tay văn học đủ tác phẩm này mà chi tiết từng thứ một luôn có nhiều bạn đang hỏi chị về cuốn này thì cuốn này cũng rất là ok đây gọi là best seller của học văn chị hiên đây mua cực kỳ nhiều luôn ra sau ra tết là cháy sách luôn không có sách thực sự là không có sách luôn đây là best seller luôn đấy thực sự là như vậy đấy thế nên là đấy một lát nữa là có vé ưu đãi được free ship rồi thì cứ chủ động nhắn tin về cho fanpage nha em có bốn cuốn rồi ạ à. đúng là fan cứng của chị ở khác <laughs> cảm ơn các bạn rất nhiều vì buổi chiều tối ngày hôm nay đã xem hết phần phát trực tiếp Sớm thôi, chúng mình sẽ quay trở lại với nhau Và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo cùng với chị nha Chúc các bạn sẽ có một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình mình nha Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại